Bây giờ mình đến mình sell put. Thì cái sell put á là cái max profit á là giới hạn. Cái này là cái điểm max profit nè. Cái điểm mà strike price mà khi mà cái premium mình collect được á là mình sẽ ăn cái max profit đây. Max loss á thì nó giới hạn nhưng mà severe có nghĩa là có thể thua rất nhiều. Nó giới hạn là vì sao? Nhiều người ta nói là mình sell put là loss mình là unlimited nhưng mà không phải. Khi mình sell á sell put á thì stock á về tới zero là hết hết về được rồi. Nên khi mình sell put á, max loss mình á, là khi stock về tới zero. Stock không thể nào mà về dưới zero được. Ok. Stock không thể nào về dưới zero, thành ra là khi mình sell put max loss của mình á là khi stock rớt về tới zero thôi. Còn khi mà mình sell call giống như ở trên đây nè. Mình sell call á thì cái loss cái stock có thể lên tới theo lý thuyết á là có thể lên tới infinity, có nghĩa là có thể lên tới vô cực, có nghĩa là có thể lên hoài lên hoài lên hoài. Cái max max loss của mình á là unlimited loss. Thấy không? Còn cái bên đây á thì stock chỉ có thể về tới zero là hết. Không thể nào vượt quá được zero. Nên á, cái max loss của mình á là khi stock về tới zero ha. Cái risk level á cũng rất là cao nha. Cái hai tốt nhất cho khi mà stock sang gục sideways nè, khi mà mình bullish direction hoặc là mình muốn mở một cái position nào đó, ok, hoặc là mình muốn mua một cái stock mà giá rẻ hơn, thì leg á là nó có một leg thôi, construction là short put có nghĩa là mình sell put, ha, opposite á, là long put có nghĩa là mình buy put. Cái premium thì mình cũng collect premium về về luôn. Delta thì positive. Theta thì positive và Vega là negative ha. Thì sell put này á mình sử dụng khi mình muốn mình thấy stock đang ở cái bottom, cái đáy. Mình muốn mua stock giá rẻ hoặc là mình muốn đánh lên đi lên thì nó ngược lại với lại trường hợp của mình đổi trường hợp đi ha, mình đổi cái ví dụ qua là hút đấy. Đây mình sell ví dụ mình thấy ok hút hút cái giá của hút đang là 13 đồng 91, giá thấp nhất á, là 9 đồng 94 sen. Ok thì mình nhìn cái option chart. Okay. Mình thấy là ok bây giờ á khoảng 9 đồng 10 đồng đi, 10 đồng. Mình muốn mua hút giá 10 đồng. Đấy. Mình có thể sell 10 hút ở giá 10 đồng. Mình sell put ở giá 10 đồng. Đấy. Thì khi mình analyze trade á bạn thấy không? Mà nếu mà mình tính một contract đi cho nó dễ ha. Một contract á thì mình ăn được 37 cent ha. Nếu mà hút sideways hoặc là hút đi lên thì mình chỉ ăn được 37 cent thôi. Nhưng mà khi mà hút đi xuống tới 10 đồng thì mình sẽ đến điểm break even là mình lấy 10 đồng nè, mình trừ cho 37 cent là mình ra khoảng 9 đồng 63 cent.
À, 63, chín đồng 63 cent là mình cái điểm break even đó đó. Nếu mà hút xuống dưới 9 đồng 63 cent thì mình sẽ bắt đầu mình lỗ. Mà cái max loss của mình á, khi mà hút về tới zero á, là khoảng 800. À, mình lấy mấy 9 đồng 900, 9 đồng 63 cent mình trừ trừ 900 là mình ra 900, 900, 963 đó. Đó. Mắc lót mà khi hút về zero nè là 963. Đó. 959, 963 vậy là khoảng đó. Thì cái lợi á là mình có thể lấy xe giá rẻ, chính stock đang 13 đồng mà mình mua giá xe giá 9 đồng 60 60 63. Mình mua giá 9 đồng 63 mà xe giá đang là 13 đồng. Okay. Nếu mà Robinhood cứ sideways tới chỗ giữa Robinhood á, mà trong vòng một tháng nữa mà Robinhood đi trong vòng một tháng nữa mà Robinhood đi Robinhood nè cứ sideways chỗ này là mình sẽ ăn được trọn 63 cent. Các bạn có thể, nếu mà các bạn muốn risk nhiều á ha, thì thay vì mình sell giá 10 cent, mình sell giá 10 cent thì mình có thể mình take risk, mà mình muốn ăn nhiều hơn cái khi mà mình sell put thì các bạn có thể thì các bạn có thể sell 13 ha. Thì 13 điểm break even của mình là gì? Cái điểm mà mình bắt đầu mình lỗ, mình phải phải mua xe là mình lấy 13 đồng, mình trừ cho cái tiền bị mình collect được là một đồng, khoảng một đồng ba nè, nếu mà mình chọn giá mid là khoảng một đồng ba đó. Thì khi mình analyze trade, khi mình analyze á thì mình lấy 10 đồng, 13 đồng mình trừ cho 1 đồng 30 cent ha. Mười ba đồng trừ một đồng 30 cent thì mình sẽ ra được cái giá break even của mình là 13 đồng, 11 đồng 70 cent. 11 đồng 70 cent đó là mình sẽ lấy xe giá 11 đồng 70 cent. Thường á khi mình làm sell lợ, cái người mà mua premium của mình á, nếu mà Robinhood á không có xuống tới cái giá break even của người ta thì người ta không có exercise cái put đó. Tại vì khi mình exercise mình sẽ bị lỗ. Nên á thường là sẽ expire worthless. Nhưng mà thí dụ có trường hợp có người sẽ exercise thì mình sẽ bị assignment. Exercise và assignment là cái bài trước mình đã nói rồi ha. Thì á mình bắt buộc mình phải lấy xe. Thí dụ tới cái ngày đóng cửa, tới cái ngày mà hết hạn á, ngày 18 tháng 3 đó, mà hút á ở giá 12 đồng đi. Ok. Thì mình sẽ lời được là
mình sẽ lời được là 12 đồng ha. Thì mình sẽ lời được 29. 29 đồng. Các bạn biết tại sao ra cái số đó Mình lấy 13 đồng. Ok. Mình trừ cho 12 đồng là mình ra được 1 đồng đúng không? 1 đồng. 1 đồng mà mình collect tới 1 đồng 3 lần. 1 đồng 3 premium. Đúng không? Mình lấy 1 đồng đó, 1 đồng 3 đó mình trừ cho 1 đồng là mình ra được 30 cent mình lời. Đấy. Thì có người người ta sẽ assignment, có người ta sẽ exercise, có người ta sẽ không exercise. Tại khi mà người ta exercise thì người ta sẽ lỗ tiếp, người ta sẽ lỗ 20 mấy cent á. Ok, tại là người ta không có muốn, nhưng mà cũng người ta sẽ exercise, thì cái đó tùy theo mình là mình làm seller thì mình sẽ bị động cái vụ đó. À, nhưng mà khi mà Robinhood sideways hoặc là đi lên á thì mình sẽ ăn ăn trọn cái premium là 1 đồng. Nếu mà tới ngày mà hết hạn á, tới ngày 18 tháng tháng 3 này nè, hết hạn á, thì Robinhood, nếu mà Robinhood tiếp tục sideways hoặc là đi lên á, thì mình sẽ ăn trọn 1 đồng 30 cent. Ok. Đó. Cái đó là sell put ha. Các bạn có thể sell 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 put in the money luôn. Nếu mà mình thấy ok, mình đoán là hút sẽ đi lên mạnh trong 1 tháng nữa, thì thay vì mình sell 13, mình có thể sell 15 hoặc là 15, 16, 17. Đúng không? Mình sell in the money á, thì cái khả năng mà mình được mình bị assignment á nó cao hơn. Nhưng mà cái rủi mình collect sẽ nhiều hơn. Các bạn cứ lấy 115 đồng trừ cho cái premium mình collect được là sẽ ra được cái giá break even. Thì nếu mà stock dưới cái giá break even thì mình mới bắt đầu mình lỗ. Còn nếu mà stock trên cái giá break even thì là mình lời. Mình bắt đầu mình lời. Đấy. Một ví dụ nữa là ví dụ mình đánh thấy nhiều bạn thấy thích XOXL. Okay. Thì mình có thể đánh XOXL. Mình nhìn thấy cái chart. Mình nhìn thấy cái support của XOXL là khoảng 36 nè. Thì bữa XOXL về 36 đó, mình có thể trade. Mình đánh 36. Mình collect 24 đồng. 2 đồng 84 cent. Đây, mình lấy 2.84. Các bạn nhớ trả giá nha. Này mình có nhiều cái spread đang để mình xóa hết. Mất nhớ khi mà mình đặt bid ask đó, mình nhớ trả giá ha. Mình trả giá bid ask đó, mình phải trả giá giữa bid ask là mid đó, thì mình collect được premium nhiều hơn. Nếu mình trả giá bid đó, thì mình collect ít hơn ha. Thì á, nếu mà XOXL á ngay 36 đồng á,
trừ cho 2 đồng 84 sen, 2 đồng 84 sen là ra cái điểm ngay đêm nè. Bạn thấy cái điểm mà màu đỏ mà đường này không, là cái điểm break even của mình á. Thì mình cứ chơi con chuột vô đây thì mình sẽ đoán được, mình sẽ biết được cái đường, cái điểm break even của mình, cái giá break even của mình. Hoặc là mình làm toán, mình trừ ba lấy 36 mình trừ cho 2 đồng 84 sen là mình ra ha. Là khoảng 33 đồng, 33 đồng, 33 đồng 20 đó. Đó, khoảng đó đó. Đó thì khi mà XOXL á, cứ sideways hoặc là đi lên á, cái giá của XOXL hiện nay đang là 43 đồng ha, 43 đồng 70 cent ha. Thì nếu mà trên trên 33 đồng, trên 33 đồng 20 cent á, là mình sẽ ăn ăn trọn cái premium đó ha. Còn nếu mà dưới á, cái điểm này á, thì mình sẽ bắt đầu lỗ. Thì các bạn cứ lấy cái strike á, mình trừ cho cái premium mình collect được, thì mình sẽ ra được cái giá mà mình, cái giá mà mình sẽ break even ha. Các bạn có thể sell sell in the money luôn cũng được, giống như là mình sell hút á. Thì cái khả năng mà assignment của mình á, nó sẽ cao hơn thôi, vậy thôi. Nhưng mà premium mình ăn sẽ dày hơn, mình sẽ ăn nhiều hơn. Đó, cái điểm break even point nè. Ok.